Thông đi hay dùng cái dao này các bạn ạ. Thông chào tất cả mọi người nhé. Kính chúc tất cả mọi người ngày mới luôn tràn ngập niềm vui và có thật nhiều sức khỏe nhé. Thì hôm nay là chủ nhật thì ngày nghỉ, thông cũng không đi săn ông. Thì ở nhà thì thông cũng ghép cái cây tiểu quỳnh các bạn ạ. Để có một cái cây hoa tiểu quỳnh đẹp ạ. Thì ghép vào cái góc thanh long. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút. Ai mà muốn chơi hoa tiểu quỳnh đi trực hết, thì mình phải có một cái cây xương rồng, có một cái cây thanh long như thế này. Cái cây thanh long này thì thông đã trồng được 2 tuần rồi. Vào cái chỗ này được 2 tuần thì nó đã lên chồi như thế này rồi. Đó. Nếu mà mình thích chơi cao thì mình để cao, còn mình thích chơi thấp thì mình để thấp. Cái này thì thông đã cắt ra đây nhá. Bây giờ ghép thì cái cách ghép thì rất đơn giản. Có thể là mình dùng một cái dao ghép, hoặc là mình dùng một cái lưỡi lam. Còn cái bó ghép thì mình chọn cái loại bánh tè như thế này, không nón mà cũng không dài nha các bạn. Đó. Thì ở đây thì cái cây này thì có, nó có mấy cái mặt như thế này, thì mình đừng ghép giữa cái mặt nhé. Giữa cái mặt này nhiều khi cái cây thực sinh nó rất lên thì để mình bấm đi. Còn mình ghép mình chọn cái khoảng cách giữa này các bạn này. Thì cái cây ghép thì thật sự rất là đơn giản nhé. Đây. Đây không thể ghép một bên như thế này là 2 chôi. Đây một chôi, đây một chôi nha các bạn. Thì mình người lại làm. Mình cắt chịt như thế này. Đó. Và khoảng 2 sen ở đây nha các bạn. Đó là mình vừa đi 1 tí. Cái này thông nó vướng cái này các bạn. Mình bẻ đi cũng được. Mình bẻ đi để cho dê thao tác. Mỏng nhé các bạn, cỡ khoảng 2 ly nhé. 2 ly là được. Đó. Đây. Thì thông sẽ chọn cái bó này nhé. Một mắt cũng được các bạn ạ. Một mắt cũng được, hoặc là mình để như thế này cũng được. Tùy nhé. Thì thông mặt chữ này nó hơi dài thì thông chọn cái mặt thế này đi. Mình gọt bên này một chút các bạn này. Đó. Đó. Vậy là được nha các bạn, chỉ cần bày cái lớp da ngoài như vậy là được. Mình tiến hành nhẹ vào thôi, mình cắm vào. Tại vì ở trong này mình vạt như thế này thì bây giờ mình cắm vào thì nó sẽ ôm rất là chặt nhé. Giờ mình đừng ép vào chặt quá thì mình để gãy cái bó nha các bạn. Đó. Còn không có thì các bạn dùng cái dao này cũng được, cũng tương tự như vậy nhé. Đó, cái này cái lưỡi nó cứng thì mình dễ thao tác hơn. Đó. Các bạn cứ cắn ngoài này cứ 2-3 ly, còn ở trong cùng thì 1 ly là được. Đây. Đơn giản nha các bạn. Mình chỉ việc gọt cái bó để mình nhét vào thôi. Đó.
lần lượt như vậy nha các bạn. Cái này rất là dễ sống nhé. Đây là thông thể chưa xe thêm sau khi ghép xong nha các bạn. Thì cái này mai một thì cùng ra giá thì nó sẽ liên lại nhé, vấn đề gì nha các bạn. Ở trên này thì mình vẫn có thể ghép được nha các bạn. Đó. Nên mình rạch giữa này. Đó. Rạch sâu vào chính giữa. Mình đây, rạch ra một tí. Nên mình cứ gọt cái bò nhẹt vào thôi. Nên nó trên giá rất là nhanh nhé. Ở đây dàng được dàng chất có chất nhơ cho nên nó liền kéo rất là nhanh. Đó, quay nhiệt ra. Đó. Thì mình nếu mà mình ghép nhiều thì mình nghe chơi bên ấy tiếp. Đó. Thông thì hay dùng cái dao này các bạn ạ. Còn lấy làm thì thông thấy nó yếu quá. Mình chưa cho nhiều vào thì đây. Để hoàn thiện một cây nha các bạn. Còn những cây tiếp theo thì mình cũng sẽ làm như vậy nhé. Thì xong đã ghép xong hai cây và sau khi ghép xong như thế này á thì các bạn mà sử chỗ nào mà cái chậu các bạn mà kín mũi nhiều thì các bạn rắc một ít thuốc thuốc xấu nhá, dạng bột dạng tự dùng được. Để sau các bạn dùng cái túi ni lông này và chung lại. Thì mình chùm lại như thế này thì mình để ở chỗ chùm mát là được nha các bạn. Đó. Sau khi khoảng một tháng thì nó liên giá rồi, nó ra những cái chuôi non thì mình cho nó ra nặng từ từ nhé. Thì nó sẽ bén rất là nhanh. Rất là dễ sống nha các bạn. Mình chùm lại như thế này tránh nó bị gió vào nó mất nước. Thì nó sẽ khó liên xèo hơn. Chúng đơn vị ra như vậy là được rồi. Sau khi được một năm. Đó, một năm hơn một năm. Thì mình có được một cái dầu như thế này nha các bạn. Thì thông thường cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thông nhé. Video này Thông xin phép được tạm dừng ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.